Hello Khánh. Em trẻ ơi, anh trên năm bao nhiêu? Dạng như vậy anh. Một ô trống ở giữa. Có thể dán chữ thọ. Anh trai mai ngày kia lại sang bên Hàn Quốc nhưng mà biết em Khánh. Đã. Chào anh, chào chị. Ok, em xin phép nhá. Dạ vâng. Chào các bác nhá. Chân gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Hello, em Khánh Trần Gỗ Miền Bắc mến chào tất cả các bác anh chị em trên kênh YouTube là Trần Gỗ Miền Bắc của em nhé. Thì là ở clip ngày hôm nay thì em Khánh mời tất cả anh chị em sẽ đi về nhà một anh trai tên là Nam Cường có tại Quốc Oai Hà Nội để nhận công trình trần gỗ và để xem công trình này là chất liệu gỗ gì và diện tích là bao nhiêu mét vuông. Thì là em Khánh mời tất cả anh chị em cùng đón xem ở clip ngày hôm nay. Và anh chị em đang xem video của em Khánh đừng quên để lại cho em xin một like nhé, một đăng ký kênh, một chia sẻ video để tiếp tục đón xem những clip lần sau của em Khánh Trần Quốc Miền Bắc. Và bên em chuyên nhận thi công tất tần tật các hạng mục mà liên quan tới là trang trí đồ nội thất trong nhà, như là trần gỗ này, ốp tường gỗ này, ốp chân tường này, ốp vách tivi các kiểu luôn cho anh chị em. Đó, đảm bảo cho anh chị em rằng là thay đổi hoàn toàn không gian gia đình nhà anh chị. Đó. Có rất nhiều chất liệu để cho anh chị lựa chọn như là gỗ xoan, gỗ pơ mu, gỗ đỏ, thì ba chất liệu thông dụng nhất, ba chất liệu ổn định nhất từ trước tới bây giờ vẫn là thịnh hành nhất các bác nhé. Xoan thì là vẻ đẹp truyền thống rồi, vẻ đẹp tự nhiên rồi, và đặc biệt hơn hết là kiểu mà tiền ít thịt nhiều các bác nhé, chỉ có xoan thôi. Ai cân nhắc về tài chính cứ lựa xoan cho em. Đó. Còn mà anh chị có điều kiện thêm một xíu, anh chị thêm một xíu xíu thôi để làm gỗ pơ mu. Thì là pơ mu thì nó sang, nó sáng nhà, mùi thơm tinh dầu, độ ổn định rất là cao, đó là pơ mu. Còn gỗ đỏ thì không nói rồi, nó là đẳng cấp. Nếu như anh chị em vào các tòa biệt thự lâu đài, chắc chắn gỗ đỏ nó là một sự ưu tiên để làm đồ gỗ trong nhà. Các bạn nhé. Ok, cùng đón xem clip ngày hôm nay tiếp các bạn nhé. Đây là trạm y tế xã cộng đồng và theo như Google Map thì hiện tại là khoảng Cộng Hòa, em xin lỗi. Trạm y tế xã Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội đây. Còn khoảng tầm độ 750m nữa thôi là em tới với nhà anh trai tên là Nam Cường có tại đây. Và không biết là nhà anh trai ở vị trí nào ở chỗ này đây. Nhưng mà tuy nhiên là Google Map chỉ có tầm 700m đấy các bác nhé. Hay đây hay nhà anh đây rồi? Thử hỏi nào. Biết nào. Anh ơi, vâng em đang ở trạm y tế xã Cộng Hòa, nhà mình gần đó không anh? Dạ sao anh? Bên anh sóng hơi yếu, để em gọi bằng điện thoại đi. Alo. Vâng, anh Nam Cường à? Mình vừa gửi thêm cái định vị ở đấy. À ok, đấy, ok anh. Một tí nữa thôi. À một tí nữa, ok anh, dạ vâng. Ok các bác chị em thân mến, là khoảng tầm vài trăm mét nữa thôi. Đường lúc đấy là em Khánh đi thì nó lại không chính xác. Đây thì rẽ xuống đường này này. Đây các bác chị em nhìn này, rẽ xuống đường này. Rẽ xuống đường này. Có vẻ đúng. Bởi vì em đang đi theo Google Map nó chỉ đằng kia thì đằng kia rất là tắc đường. Bí. Đó, vậy thì em đi thẳng đường này là đến đúng cái chỗ nhà anh Nam Cường. Cái map này nhìn ok hơn. Đấy. Anh chị em thân mến, rằng là làm trần gỗ thì bất cứ anh chị em ở tỉnh thành nào, ở vị trí địa lý như thế nào thì em Khánh cũng tới tận nơi. Tất nhiên rồi, anh chị em mà có thiện chí làm thực sự, ok về giá cả, em chỉ cần đến nơi em đo đạt kích thước cụ thể và sau đó tư vấn mẫu mã làm sao cho phù hợp với không gian gia đình nhà mình, đó là cái điều quan trọng. Và sau đó chỉ việc ký nhận hợp đồng và đặt cọc. Đó, và hẹn ngày lắp. Chỉ như vậy thôi các bạn nhé, chứ không phải là các bạn anh chị em ở xa và Khánh cứ đến đi sau đó là khảo sát cho anh, có gì anh nghiên cứu tiếp. Em nói thẳng và nói thật luôn là các bạn anh chị em rằng em không đến, nó mất thời gian của các anh chị mà mất thời gian của em. Thì cho nên là quan điểm của em là anh em mình gặp nhau là được việc đó, anh chị em mình gặp nhau là được việc các bạn nhé. Ok, cùng đón xem tiếp clip ngày hôm nay. Đây phía trước này, đó nhà anh trai ngay đây rồi, em sẽ để nguyên clip cho anh chị em xem luôn.
xe tải vào đến cái vị trí này thoải mái luôn này. À, anh trai này thì là 2-3 ngày nữa anh trai anh bảo là anh đi nước ngoài luôn chứ anh không có nhà nữa. Anh mới về được vài ngày thì phải, em nhớ không nhầm là như vậy. Cho nên là anh bảo là đến luôn cho anh để đo đạc các kiểu và làm cho anh luôn. Làm luôn thì chưa làm luôn được bởi vì là anh đang xây. Ý là để về còn chuẩn bị gỗ mọi thứ cho đảm bảo chất lượng ấy các bác. Đó, cái tầm giữa năm đến cuối năm thì hoàn thiện nhà mới nhiều lắm. Mà đó cũng chính là cái thời điểm mà bọn em nói thật với các bác anh chị em là chỉ có ăn đi lắp. Thực sự là như vậy. Anh trai trẻ vãi. À là kia luôn à? Chứ không phải đây à? À kia anh trai. Ông tông này trẻ vãi nhỉ. Thanh niên đấy chứ. Em chào chị. Anh Nam Cường đúng không ạ? Dạ vâng, dạ vâng. Ok anh, ok anh. À như vậy anh trai trẻ trẻ lắm. Khách hàng của em rất là nhiều khách hàng lớn tuổi nhưng mà thực sự là khách hàng trẻ tuổi cũng không thiếu các bác ạ. À, cho nên là đa dạng lứa tuổi. Thực sự là giới trẻ bây giờ là các em giỏi lắm. Mà không biết là các em hay là các anh. Loanh quanh ông Nam Cường ông còn nhiều tuổi hơn cả mình. Anh Nam Cường à? À, chào anh nhá. Hai anh cái. Hello Khánh. Anh trẻ ơi, anh trên năm bao nhiêu? 90. Ôi, trẻ quá. Dạ vâng. Em chào chị. À, anh Nam Cường trẻ quá. Thực sự là trẻ. Em 95 thôi. 95 rồi. Ừ, nhưng mà công nhận anh trẻ. Ô, mình định làm ở vị trí nào anh? Anh chỉ luôn em. Vâng vâng. Dạ vâng, dạ vâng. Chào cô nhá. Anh vừa từ nước ngoài về à? Vâng, từ đây vào kịch trong kia luôn. À ok, anh đưa anh cái thước anh check cho nào. Ờ, phòng khách là vị trí nào anh? Đây, phòng khách nha. Có cần xem bản vẽ không? Không, em nhìn cái là thực tế còn hơn nhiều chứ anh. Cái chỗ này mình có ngăn gì không anh? Vách te gì không ạ? Cái chỗ này không nên làm ngăn không? Băng thông cả cũng chả sao, nhưng không gian ở bên trong mình có làm không anh? Có làm nó cả trong rồi. Cái này là trong, mình... Ngoài này là phòng khách, trong này là bếp. À ok ok ok, phòng khách ở đây, bếp ở đây. Nói chung là ý em đang hỏi là nếu như mà vách ngăn thì em không chuyên. Em chuyên về trần thôi, nếu như anh có làm vách ngăn ấy thì anh cứ để bọn em làm trần xong đã. Chào bác ạ. Sau đó thì anh có kích cỡ của trần và mình làm vách te nó mới chuẩn kích thước được, chứ đừng để thợ mộc họ làm trước. Đó, cho nên nhiều trường hợp là thợ mộc làm trước cuối cùng là bị lỡ là phải sửa vách te. 5,6. Ba phẩy năm thấp. Dạ vâng, 39 thì bao giờ là bản vẽ họ tính từ cái tầng 2 của nhà mình. Đó, để cho nên là cao. Tại vì cái mặt trần của nhà mình nó mặt cao nhất nó là dưới đáy dầm này ạ. Cách đây khoảng tầm nó 3 đến 5 phân để bọn con treo cái xương. Thì là cao cái này là cao 3,5 thôi ạ. Còn chỗ này là khuôn cửa đúng không ạ? Khuôn cửa. À, thế này nhà mình chắc chắn chỉ làm được 2 cấp. Hai cấp, tại vì là nó cao tầm này là tỷ lệ làm hai cấp, thứ nhất là như vậy, thứ hai là nếu làm ba cấp thì là chỗ này nó mắc khuôn cửa lại không làm được ba cấp. Đó, thì cho nên làm hai cấp là sẽ là đẹp nhất. Đó, em đo phòng khách xong này, phòng bếp này. Đây là cả đây là phòng bếp luôn đúng không anh? 5m3. Ok, mời tất cả anh chị em lên trên đây đo phòng thờ nhà anh trai. Chào bác ạ, chào các bác nhá. À, đây là phòng thờ. Ba phẩy ba này, 3m. Bác ơi, bác chào. À, anh che em cái tay ngang được không anh? Để em lấy cái tila rẻ cái. Đúng rồi, đúng rồi, ý em là thế đấy. Nó hơi đau tay tí đấy. 31. Vâng. 3m16. Ở tầm đấy, thoải mái. Ok, cái này thì em bảo này, mình sẽ làm cái vách mình ốp trơn hết.
Anh Giai tức là Nam Cường có tại đây là Tân Hòa đúng không anh? Tân Hòa. À Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội. Tất cả đều là pơ mu luôn. Ê, em chụp với anh một cái ảnh đi. Đó. Anh Giai mai ngày kia lại sang bên Hàn Quốc. Rồi cảm ơn anh nhiều nhá. Đó, ok, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh nhiều. Rồi, em xin phép nhá, em xin phép. Em chào chị nhá. Chào chị. Dạ vâng. À, các bạn chị thân mến, là như vậy là vừa chốt cho anh Nam Cường có tại Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội, công trình trần gỗ với chất liệu là pơ mu. Em Khánh mang rất là nhiều phôi gỗ luôn. Ok, một lần nữa tôi cảm ơn anh Nam Cường có tại Tân Hòa, Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã rất là tin tưởng và tín nhiệm em Khánh trần gỗ miền Bắc, đã đặt trần gỗ của bên em. Và cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn tất cả anh chị em đã đón xem cái clip này. Và đang xem video của em đừng quên để lại cho em xin một like nhá, một đăng ký kênh, một chia sẻ video để tiếp tục đón xem những clip về đi nhận trần gỗ này, đi thi công, lắp đặt, hoàn thiện công trình, nghiệm thu mọi thứ. Thì anh chị em hãy đăng ký kênh và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và có nhu cầu về làm trần gỗ tự nhiên lại trực tiếp qua hotline của em Khánh trần gỗ miền Bắc là 0395 031 999. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nhé. Để qua kia em sẽ chào bác trai và cũng như là chào anh Nam Cường kia luôn. Đó, anh Nam Cường, hai vợ chồng ở kia. Bắt tay anh cái này. Em chào anh nhá. Em xin phép nhá, bắt tay anh cái. Đó, chào anh, chào chị. Ok, em xin phép nhá. Dạ vâng. Chào các bác nhá. Trần gỗ miền Bắc, nâng tầm, đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395 031 999.